y todo por tu ventana. Lúc này những trận bài cũng đang trận đấu được bắt đầu. Trận bóng đẹp. Để quyết định tích lũy một không. Nào đứng ra Ngọc. Một đèn cho hai đội. Bóng không qua tới. Điểm kết được ta thua 2-1. Và hai đội đấu chúng tôi lúc này đã thấy là quầy phải đang tạm thời nghiêng về đội trên hai chỉ số và đẩy đều cho đội Nam chiến thắng và đội Nam thua hai chỉ số. Thank you.
Chín phẩy cho được chưa? Tám chín cho được chín chín. Chín cho được hai đội nào? Các bạn hai đội thầy thi đấu rất là rất thứ rất tỉ số. Và có 19 rồi chứ chứ. Chúng tôi thấy hai đội nữ của đội thứ hai thì tôi của đội đội thứ hai bắt trận thứ tư. Lúc này tỷ số đang là 12-11. Đội thứ hai được hai. Lúc này đang là đội một, đội đầu tiên là đội thứ tư. Và lúc này chúng tôi thấy tỷ số của hai đội nữ chúng ta của Thôn Lăng Kỳ Sơn và Thôn Hào Kỳ Sơn và đang tỷ số đang rất là tâm trung với tỷ số 14 đều và sau đây là 15-14. 15 đều cho đội bóng nữ. Đội 16 tuổi.
Bóng tập đẹp điểm cho đội thôn 2 Kỳ Sơn với tỷ số 12-17. Và lúc này chúng tôi thấy đội bóng nữ đang là 19-16 đang tạm thời vượt về đội thứ hai.